Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video Yamaha Sirius 2017, đánh giá vận hành xe chi tiết nhất và giá Yamaha Sirius 2017. Nhìn chung, dòng Yamaha Sirius FIRC 2017 không có nhiều thay đổi so với những xe Sirius thế hệ trước, với thiết kế nhỏ gọn, thanh thoát và tinh tế. Hệ thống đèn pha này cũng hoạt động khá tốt trong điều kiện có sương mù. Ngoài ra, hệ thống đèn xi nhan Yamaha Sirius 2017 thay vì nằm cùng cụm với đèn pha từ 2014 đã được chuyển xuống yếm đầu xe và khá gọn, một góc giữa trung tâm đầu xe chứ không kéo dài rườm rà như những dòng xe cũ. Yamaha Sirius 2017 giá bao nhiêu? Hướng tới các khách hàng sinh viên hoặc công nhân trẻ, mẫu xe số Yamaha Sirius FI 2017 vừa nâng cấp phiên bản mới với giá từ 19,99 triệu đồng. Trong thời gian qua, thị trường xe có khá nhiều ảm đạm trái ngược với sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe ga. Thị trường xe số khá ảm đạm trái ngược với sự tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc xe ga. Hầu hết các hãng xe đều gặp khó khi nhu cầu thị trường đi xuống. Không ít dòng xe của SYM hay Suzuki sống nay nát vì ế. Giá xe Yamaha Sirius FI 2017 19.300.000 đồng. Giá xe Yamaha Sirius các phiên bản cũ, Yamaha Sirius FI phanh thường là 19.990.000 Việt Nam đồng. Yamaha Sirius phanh đĩa là 20.990.000 Việt Nam đồng. Yamaha Sirius FIRC có giá 22.990.000 Việt Nam đồng. Dòng xe Sirius FI là dòng xe số của Yamaha được người tiêu dùng ưa chuộng nhất bởi tính tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng đẹp và sự bền bỉ trâu bò của nó. Với chính sách bảo hành 35 hoặc 30.000 km và bảo trì 3 năm miễn phí, người tiêu dùng không còn lo lắng đắn đo khi chọn dòng xe Sirius FI. Yamaha Sirius 2017 có mấy màu? Trên phiên bản Sirius 2017, xe sở hữu đèn pha bóng đèn halogen HS1 kết hợp với đèn xi nhan. Đèn sau vẫn là kết hợp chung của đèn báo phanh theo dạng hiệu ứng bức xạ ánh sáng tối đa và đèn xi nhan, trang bị lớp phản quang đa điện. Màu xe Sirius 2017 gồm 4 màu chủ đạo, với xe Sirius màu trắng, Sirius 2017 màu xanh, Sirius 2017 màu đỏ đen và Sirius 2017 màu đen. Thông số kỹ thuật Yamaha Sirius FI 2017. Động cơ: loại động cơ 4 thì 2 van SOHC làm mát bằng không khí. Bố trí xi lanh: dung tích xi lanh 1103cc, tỷ số lén 9,3/1, đường kính và hành trình piston 51,0mm x 54,0mm, công suất tối đa 6,60kW, moment cực đại 9,5Nm, dung tích dầu máy 1 lít, dung tích bình xăng 4,2 lít, bộ chế hòa khí VM21x1, hệ thống đánh lửa DCCDI, tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp 2,875/2,600, phanh trước, phanh đĩa, phanh sau, phanh thường, giảm sóc trước, giảm chấn dầu, lò xo, giảm sóc sau, giảm chấn dầu, lò xo. Kích thước: dài nhân rộng nhân cao 1890mm x665mm x1035mm, độ cao yên xe 770mm. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe 1200mm. Đánh giá xe Yamaha Sirius 2017. Nhìn chung, dòng Yamaha Sirius FIRC 2017 không có nhiều thay đổi so với những Sirius thế hệ trước, với thiết kế nhỏ gọn, thanh thoát và tinh tế. Thiết kế đèn pha halogen cho khả năng chiếu sáng rất tốt trong ban đêm, không quá sáng làm chói mắt người đi ngược chiều. Hệ thống đèn pha này cũng hoạt động khá tốt trong điều kiện có sương mù. Ngoài ra, hệ thống đèn xi nhan Yamaha Sirius 2017 thay vì nằm cùng cụm với đèn pha
từ 2014 đã được chuyển xuống yếm đầu xe và khá gọn, một khóc giữa trung tâm đầu xe chứ không còn kéo dài rườm rà như những dòng xe cũ. Mặt đồng hồ thiết kế trông hiện đại hơn với bộ tốc tế và đồng hồ xăng được tách rời hai bên, cụm điều khiển đèn đặt cùng nhau giúp dễ quan sát hơn rất nhiều. Tay nắm sau xe Yamaha Sirius 2017 hoặc những phần trước đây được giữ màu kim loại nguyên khác biệt với màu xe, thì với phiên bản mới, các chi tiết này đã được sơn màu phù hợp với các màu xe lên tạo được sự thống nhất và khiến chiếc xe trông hiện đại và sang hơn trước rất nhiều. Thiết kế thân xe hoàn hảo dựa trên 3 yếu tố: thể thao, gọn gàng, vững chắc. Thân xe mới với phần trong yếm xe được sơn màu hài hòa với tông màu thân xe, giúp tôn lên cá tính của người sử dụng. Thêm xe mới trải dọc theo thân xe đến chắn bùn trước, tạo dáng vẻ thể thao và tốc độ cho tổng thể xe. Nhờ những cải tiến trong hệ thống cung sườn, xe vẫn giữ được vẻ gọn nhẹ, trong khi không gian cho ngăn chứa đồ được mở rộng đến 9,2 lít. Dễ dàng chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng áo mưa và các vật dụng cá nhân. Yamaha Sirius SI có kích thước tổng thể là 1940x715x1075mm, độ cao yên 775mm, thể tích cốp 9 lít và trọng lượng 99kg. Đuôi xe được thiết kế hoàn toàn với phần tay nắm vuốt nhọn và sơn phủ hài hòa với thân xe. Thiết kế mới không chỉ tiện lợi mà còn đem đến cảm giác thể thao khi sử dụng hàng ngày. Xe sử dụng không khung ống thép, phanh đĩa trước và phanh tang chống phía sau. Động cơ xe Yamaha 2017 phiên bản Sirius sử dụng chế hòa khí, có thêm một bản phối màu mới là xanh bạc ánh kim. Động cơ 114cc 4 thì xi lanh đơn SOHC làm mát bằng không khí cho công suất tối đa 8,7 mã lực tại 7.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại đạt 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Phiên bản còn lại sử dụng động cơ làm mát không khí 4 thì SOHC 115cc phun xăng điện tử FI, tiết kiệm nhiên liệu 30% so với động cơ chế hòa khí. Không gian ngăn chứa được mở rộng tới 9,2 lít. Động cơ này từng xuất hiện lần đầu trên mẫu xe Sirius vào năm 2016. Ưu nhược điểm Yamaha Sirius FI 2017. Ưu điểm Yamaha Sirius FI: tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống phanh hoạt động tốt, khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Thiết kế mới tăng nhiều tiện ích. Chiều cao yên thì tay lái được thiết kế rộng và cao hơn so với thế hệ trước, từ đó mang lại cảm giác lái thoải mái và linh hoạt hơn cho người điều khiển. Điều này giúp người lái vẫn có thể có được tư thế điều khiển xe tốt nhất khi vào cua. Nó giúp người lái dễ dàng xoay chuyển qua những con phố đông đúc ở nội thành. Một điểm cộng đáng kể cho tiện nghi của một chiếc xe số cơ bản như Sirius đó là dung tích cốp xe. Yamaha Sirius RCFI có dung tích mới lên tới 9,2 lít, chứa được một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng với áo mưa và các vật dụng cá nhân khác. Nhược điểm xe Yamaha Sirius RC: khả năng đi xe ở tốc độ cao chưa tốt, máy gằn và giật cục hơn ở tốc độ thấp. Xe được thiết kế nhẹ nên khi vận hành ở tốc độ cao có cảm giác đầu xe bốc lên, khiến cảm giác lái giảm xuống rõ rệt. Nhiều xe có hiện tượng buổi sáng đè không được, phải đạp nổ sau một thời gian sử dụng. Chắn bùn sau thiết kế nên thiết kế cao nên đi những khi trời mưa thì khổ cho người ngồi sau. Nói chung, Yamaha Sirius 2017 có hệ thống đèn xi nhan Yamaha Sirius 2017 thay vì nằm cùng cụm với đèn pha từ 2014 đã được chuyển xuống yếm đầu xe và khá gọn, một góc giữa trung tâm đầu xe chứ không kéo dài rườm rà như những dòng xe cũ. Nhìn chung, dòng Yamaha Sirius FIRC 2017 có nhiều thay đổi mới với những Sirius thế hệ trước: thiết kế nhỏ gọn, thanh thoát và tinh tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like, comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Let it go, let it go, let it go.
time.